Tấm ảnh này khiến cho các bạn nghĩ gì? Một vali che giấu tội ác? Một trò đùa trẻ con? Không, đây là hình ảnh X quang của hải quan Mỹ khi họ phát hiện ra có người nhập cư lậu bằng cách trốn vào trong vali. Nhìn thật là ghê rợn, hãi hùng, vô cảm. Còn đây là hình ảnh tia X chụp một chiếc xe chở hàng qua biên giới và trong đó có chứa những thứ không phải là hàng hóa. Thật là kinh dị và vô tín người. Nhìn những hình ảnh như thế này, chắc hẳn các bạn sẽ khó có thể có một giấc ngủ yên. Để tìm đến con đường tự do, để tìm đến cái gọi là giấc mơ Mỹ, rất nhiều sắc tộc trên thế giới này bao gồm dân Việt Nam đã chịu đựng khổ sở nhục hình đắng cay chui rút trong những không gian chật hẹp, ngạt thở đến như vậy. Thế giới này liệu có công bằng với tất cả con người chúng ta hay không? Tại sao có linh hồn được sinh ra ở xứ đáng mơ ước như là Hoa Kỳ, nhưng lại có linh hồn bị sinh ra ở những xứ héo úa hơn? Con người sinh ra ai cũng bình đẳng như nhau, đứa trẻ sinh ra không có tội. Nhưng môi trường nó được sinh ra quyết định 99% số phận của đứa trẻ đó trong quãng đời còn lại. Người Việt Nam trong những thời gian gần đây, tận dụng chính sách nới lỏng nhập cư dưới thời ông Biden, đã lần lượt nhập cư vào nước Mỹ bằng mọi cách, đánh cược tất cả, vượt đèo lội suối xuyên rừng xẻ núi, vay tiền họ hàng cũng như tín dụng đen để trả hàng chục ngàn USD, hồng để được nhập cư lậu vào Mỹ và các nước châu Âu. Có vẻ như cái mác của Việt Nam như là một trong những quốc gia hạnh phúc và đáng sống không giống như những gì được thấy. Nước Mỹ vẫn oai hùng như bao giờ hết, cho dù có bị các thế lực đối lập trên thế giới buông lời chỉ trích cay nghiệt và chế giễu, người dân của bọn họ vẫn chọn Mỹ để sống thay vì quê hương của họ. Nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng nếu được lựa chọn, hầu hết người trên thế giới sẽ chọn Mỹ để sống. Hoa Kỳ luôn cho chúng ta thấy lòng nhân đạo của họ đối với các linh hồn yếu thế. Họ giang tay rộng mở đón chào những người bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới này. Điều đó không phải là đã khiến Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới hay sao? Nhưng, lòng tốt của Mỹ đã bị lợi dụng và họ đang có những biện pháp răn đe hơn đối với làn sóng nhập cư vô tội vạ này. Tiếng Anh có câu cho họ một inch, họ sẽ đòi lấy một dặm. Người ăn xin thì thường luôn nghĩ rằng thế giới nợ họ cái gì đấy. Họ sẽ không bao giờ biết điểm dừng cho đến khi chúng ta nghiêm khắc lại với họ. Lần tới, nhập cư lậu vào Mỹ có lẽ sẽ không còn dễ dàng nữa. Tại sao nhập cư lậu phổ biến với người Việt? Theo thống kê của Tổ chức Đánh giá Di cư Cưỡng bức, FMR, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Người tị nạn của Đại học Oxford, Vương quốc Anh, phần lớn trong số người Việt nhập cư lậu vào châu Âu là nam thanh thiếu niên đến từ một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Những người này chấp nhận cuộc hành trình dài và nguy hiểm chủ yếu vì họ tin rằng họ có triển vọng kinh tế tốt hơn ở nước ngoài. Vào thập niên 1980, Việt Nam có các chương trình xuất khẩu lao động và du học với các nước thuộc khối Liên Xô cũ và Đông Âu, dẫn đến việc hình thành các cộng đồng hải ngoại ở Moscow, Kyiv, Warsaw và Berlin. Những con đường thương mại và di cư này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và Việt Nam hiện là một trong những quốc gia nhận kiều hối hàng đầu thế giới. Các dịch vụ hỗ trợ di cư vẫn tiếp tục sau chiến tranh lạnh, nhưng hiện chủ yếu được vận hành và kiểm soát bởi các nhóm tội phạm có tổ chức do người Việt cầm đầu, theo FMR. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những năm qua, nhưng khả năng tiếp cận các cơ hội thăng tiến thông qua giáo dục hoặc việc làm vẫn không đồng đều và chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực trong một thế hệ, một phép màu kinh tế đối với một trong những quốc gia từng là nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, sự thịnh vượng không được phân bổ đồng đều trên toàn quốc. Những con số tăng trưởng GDP quốc gia bền vững ấn tượng của Việt Nam che giấu sự bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng nhanh chóng. Trong những năm gần đây, trong số 58 tỉnh thành của Việt Nam, chỉ có 12 tỉnh bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đã nhận được gần 60% đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, để lại rất ít cho phần còn lại của đất nước. Nghệ An là một trong những tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất, với các hình thức sinh kế truyền thống như nông nghiệp và đánh bắt cá ngày càng trở nên không có lãi và không mong muốn, một phần là do các thảm họa môi trường như bão và lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra. Hầu hết những người di cư tiềm năng đều đến từ 13,6 triệu người mà Ngân hàng Thế giới phân loại là không còn nghèo nữa, nhưng cũng không an toàn về mặt kinh tế hoặc trung lưu. Nghiên cứu cho thấy rằng bất bình đẳng kinh tế, chứ không phải nghèo đói, khiến mọi người không hạnh phúc và bất mãn. Ngay cả khi chúng ta khá hơn cha mẹ mình,
Việc sống trong tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng khiến chúng ta cảm thấy bị loại trừ và thất vọng vì không thể theo kịp những người ở vị trí cao hơn trên thang kinh tế xã hội. Khi kết hợp với việc không có con đường rõ ràng nào cho sự di chuyển xã hội, một cơ sở hạ tầng chính sách khuyến khích di cư ra nước ngoài và một ngành môi giới di cư mạnh mẽ, điều này tạo ra một động lực rất mạnh mẽ cho việc di cư. Theo Oxfam, người đàn ông giàu nhất Việt Nam kiếm được nhiều tiền hơn trong một ngày so với thu nhập của người Việt Nam nghèo nhất trong 10 năm. Phương tiện truyền thông quốc gia và mạng xã hội Việt Nam tràn ngập nội dung quảng cáo về lối sống xa hoa, xa xỉ của tầng lớp siêu giàu và trung lưu thượng lưu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mà người dân nông thôn và tầng lớp lao động Nghệ An khao khát nhưng bị loại trừ vì họ thiếu các mối quan hệ xã hội phù hợp, trình độ học vấn cao hơn danh giá hoặc bất động sản thừa kế ở những vị trí đáng mơ ước. Thủ phủ Nghệ An và một số xã khác đang ngày càng đông đúc với những ngôi nhà nhiều tầng mới lạ và những chiếc xe hơi mới đắt tiền thuộc về gia đình của những người di cư trước đây đã trả hết nợ di cư và giờ gửi tiền về. Và sự bất bình đẳng toàn cầu to lớn có nghĩa là một công việc trả bằng tiền mặt tại một tiệm làm móng ở Anh với mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu và lên đến 60 giờ một tuần, vẫn trả ít nhất 300 bảng Anh một tuần, cao gấp 10 lần so với mức lương mà những người lao động có trình độ thấp có thể mong đợi kiếm được ở Việt Nam. Châu Âu không phải là điểm đến duy nhất cho người Việt Nam tìm kiếm con đường thoát khỏi đói nghèo, bất bình đẳng và thiếu sự lưu động xã hội. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là những điểm đến chính ở châu Á cho người di cư Việt Nam theo các thỏa thuận xuất khẩu lao động song phương, một chiến lược mà chính phủ tin tưởng để xóa đói giảm nghèo và tạo ra nguồn lực cho nền kinh tế trong nước. Gần đây, hàng nghìn người Nghệ An đã xếp hàng tới 5 ngày để có cơ hội đăng ký một trong những chương trình làm việc ở nước ngoài này, một dấu hiệu cho thấy họ háo hức muốn rời đi bằng mọi con đường có thể. Nhiều người mà chúng tôi đã nói chuyện ở đó cho biết nếu họ không tham gia một trong những chương trình này, họ sẽ sẵn sàng gom góp các nguồn lực gia đình và mắc nợ rất lớn để tài trợ cho việc di cư bất hợp pháp đến châu Âu, chấp nhận rủi ro gian khổ và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Nhiều chính phủ ở Nam bán cầu khuyến khích di cư lao động xuyên quốc gia như một giải pháp cho tình trạng thất nghiệp cao tại địa phương và tình trạng thiếu việc làm được trả lương tương đối cao. Tiền kiều hối có thể giúp chi trả cho giáo dục, nhà ở hoặc chăm sóc sức khỏe cho từng gia đình, nhưng điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc lâu dài vào di cư. Trong khi di cư là quyền con người, nó cũng có thể trở thành một giải pháp cá nhân cho cuộc khủng hoảng bất bình đẳng có hệ thống. Điều này xảy ra khi các chính phủ gửi người di cư, chuyển trách nhiệm của họ đối với sự thịnh vượng quốc gia sang những người di cư gửi kiều hối, thay vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng và kích thích phát triển kinh tế địa phương ở các khu vực nghèo hơn. Người Việt trong nhóm xin tị nạn hàng đầu ở Brazil, vì sao? Brazil sẽ siết chặt các quy định nhập cảnh không cần thị thực từ ngày 26 tháng 8 sau khi nhiều người sử dụng quốc gia Nam Mỹ này như một điểm dừng chân trên đường di cư tới Mỹ và Canada. Chính phủ Brazil ra thông báo này vào ngày 21 tháng 8 giờ địa phương, theo Reuters. Bộ An ninh Công cộng Brazil tuyên bố bắt đầu từ ngày 26 tháng 8, những du khách không có thị thực Brazil mà đang trên đường tới quốc gia khác phải tiếp tục hành trình của mình hoặc quay về quê nhà. Bộ này cho biết Brazil đã chứng kiến sự bùng nổ du khách nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, đến đất nước này với lý do quá cảnh để sau đó xin tị nạn. Vì sao lại ở Brazil? Theo Bộ An ninh Công cộng Brazil, tính từ đầu năm 2023 đến hết tháng 6 năm 2024, hơn 8.300 yêu cầu xin tị nạn đã được trình lên sân bay quốc tế bận rộn nhất của Brazil, sân bay São Paulo Guarulho. Hơn 70% những người nộp đơn mang quốc tịch Ấn Độ, Việt Nam và Nepal, điều mà Thư ký Tư pháp Quốc gia Jin Umema cho là khác thường. Cảnh sát Brazil cho biết những người di cư này thường mua vé máy bay có điểm trung chuyển là sân bay São Paulo Guarulho, sau đó không bay tiếp mà dừng lại tại đây để đi bộ lên phía Bắc. Một nguồn tin cảnh sát cấp cao nói với Reuters, họ xin tị nạn ở Brazil để tạo một đường lui an toàn. Nếu họ bị bắt tại biên giới Mỹ, họ sẽ bị gửi trở lại Brazil thay vì quốc gia của họ. Có tới 99,59% số người xin tị nạn tại sân bay, tương đương khoảng 8.210 người, đã rời khỏi Brazil hoặc không ở đó thường xuyên, Reuters dẫn lại một trong những báo cáo của Bộ An ninh Công cộng Brazil. Sau các quy định mới, những du khách không có thị thực sẽ không được phép ở lại Brazil. Theo các báo cáo của cơ quan chức năng và nguồn tin cảnh sát mà Reuters có được, các cuộc điều tra cho thấy những người xin tị nạn ở Brazil nói rằng họ bị đàn áp và đe dọa ở quê nhà.
Các cuộc điều tra của cảnh sát chỉ ra sau khi được chấp nhận tị nạn tại Brazil, nhiều người đã di chuyển về phía Bắc bằng đường bộ, với phần lớn trong đó băng qua khu vực Darien Gap đầy hiểm nguy, nơi kết nối Colombia và Panama, để đi tới Mỹ hoặc Canada. Một báo cáo cho hay trong những trường hợp xin tị nạn được phân tích, 17% số người đã rời Brazil chỉ trong vòng 30 ngày. Đa phần trong đó đi qua bang Acre ở phía tây bắc Brazil, giáp với Peru. Theo hãng thông tấn AP, Brazil từ lâu đã là một quốc gia thân thiện với người tị nạn, đặc biệt là đối với người Afghanistan trong những năm gần đây, cho dù tư tưởng của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ Latin này có thay đổi ra sao chăng nữa. Vào tháng 1 năm 2023, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva quyết định đưa đất nước mình trở lại với Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và thường xuyên, một thỏa thuận liên chính phủ. Người Việt Nam vượt biên đến Mỹ bằng đường bộ. Một phóng sự điều tra của AP vào tháng 7 năm 2024 cho thấy có những người Việt Nam đang băng qua rừng Amazon để di cư tới Mỹ. Tuy nhiên, họ đã phải quay trở lại bang Acre của Brazil sau khi Mỹ siết chặt các chính sách về biên giới. Một phóng sự vào đầu tháng 5 năm 2024 của Đài Á Châu Tự Do, RFA, chỉ ra nhiều người Việt Nam chi khoảng 60.000 đến 75.000 đô la Mỹ, tức 1,5 tỷ đến 1,9 tỷ đồng, cho toàn bộ hành trình từ Việt Nam sang Mỹ bất hợp pháp bằng cách băng qua những khu vực nguy hiểm ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Khi được hỏi vì sao những người Việt này không bay trực tiếp đến Mexico mà phải mạo hiểm băng qua rừng rậm ở Nam Mỹ, đặc biệt là khu Darien Gap, tiến sĩ, luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, công ty First Consulting Group, Mỹ, trả lời BBC News tiếng Việt vào tháng 3 năm 2024. Trước kia bay đến Mexico không khó, nhưng sau khi lượng người vượt biên vào Mỹ từ biên giới phía Nam tăng đột biến, chính phủ Mỹ tạo áp lực lên Mexico, buộc nước này phải hạn chế và thắt chặt việc cấp thị thực cho những quốc gia nhạy cảm như Việt Nam, Trung Quốc hoặc Philippines. Do đó, những người muốn vượt biên phải bay đến các nước Nam Mỹ miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc dễ xin thị thực. Thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khóa 2023 ghi nhận gần 3.300 người Việt Nam vượt biên giới phía Nam của Mỹ, xếp thứ 26, 102 quốc gia có người nhập cư Mỹ trái phép bằng đường biên giới với Mexico.